cho các nghi lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hoa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành, cùng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoa lễ vật của Amen. Nhờ đó hiến lễ của mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và trên cứu độ đến
Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và báo Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Theo Ân chúng con, hai Đức Cha phụ tá Timothy và Thành và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến hai tôi tớ Chúa là linh hồn của ông Joan Bautista Nguyễn Ngọc Cương và cô Marie Maui Mendoza, mà Chúa đã rộ ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Đức Kitô. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bạn quý thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.